Làm cơm đấy, giờ này chị ăn cơm buổi sáng. Ủa chị phải tháo ra hết gì đó hả ta? Khó khăn gì vậy? Rồi chúng ta bắt đầu các bạn ơi. Rồi từng rồi mình dừng lại ở chỗ là mạch dao động đa hệ phi ổn dùng BGT. Từng rồi giới thiệu cho các bạn cái phần mạch dao động cũng như là cái phần thiết kế. Thì trong phần này chúng ta quan tâm đến phần thiết kế ha. Thì đây tôi có thiết kế sẵn cái mạch mô phỏng để mình xem ha. Thì đây là một cái mạch mô phỏng. Thì trong phần mô phỏng này thì cái thứ nhất là mình xem dạng xung, cái thứ hai là mình đo cái tín hiệu ngã ra xem cái đáp ứng nó như thế nào ha. Rồi thì ở đây mình thấy là tín hiệu chúng ta sẽ lấy ra ở màu xanh nè, màu xanh lá cây ha. Các bạn thấy màn hình không? Bạn thấy màn hình xe không ạ? Dạ thấy rồi. Rồi chúng ta sẽ lấy màu xanh và màu đỏ ha. Còn hai cái tín hiệu chân B là màu xanh dương, còn màu đỏ. Thì ở đây tôi sử dụng hai cái máy oscilloscope. Một cái là oscilloscope dạng này 4 kênh chúng ta coi lượng một. Và một cái là chúng ta sử dụng cái Tektronix. Thì cái oscilloscope này chúng ta sẽ đo cái dạng tín hiệu cũng như sau này chúng ta vô phòng thí nghiệm chúng ta có thể sử dụng cái Tektronix này chúng ta đo. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đo đạt số liệu ha. Rồi bây giờ tôi mình sẽ mô phỏng ha. Mô phỏng mình xem dạng tín hiệu trước ở đây. Bây giờ chúng ta chạy lên ha. Thì bạn này thấy đây là cái tín hiệu của mạch dao động nó phát ra. Bây giờ chúng ta muốn quan sát kỹ hơn thì bây giờ chúng ta sẽ dừng lại, pause lại. Rồi khi chúng ta dừng lại, bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh các cái tín hiệu này cho nó rời ra để cho mình dễ quan sát và mình đo đạt ha. Ở đây các bạn thấy có bốn cái tín hiệu tương ứng với bốn con số A, B, C, D. Ví dụ tín hiệu A mình chọn A cái. Thì khi đó mình có cái các bạn thấy cái e-bot nè. E-bot này đây là vị trí mình có thể di chuyển. Tín hiệu A. Tín hiệu A đây á, tương ứng là cái chữ A này nè. Vậy là tương ứng là chân B của con trang to thứ nhất. Được chưa? Chân B con to nhất nó này. Mình có thể di chuyển lên. Rồi. Tiếp theo là mình di chuyển cái chân B chuyển sang cái tín hiệu B. Tín hiệu B chính là tín hiệu chân C của con trang to thứ nhất. Rồi xong sau đó mình C là chân B của con trang to thứ hai, mình di chuyển xuống. Tách rời ra. Và D là rồi thì mình có là A, B, C, D. Rồi thấy chân B của con trang to chân C. Thì bạn thấy chân C của con trang to thứ nhất và chân C trang to thứ hai thì các bạn thấy nó đảo nha. Và các bạn thấy nó có cái độ cong này. Độ cong như thế này. Các bạn thấy độ cong đây chính là cái thời gian nạp của cái tụ C qua cái điện trở RC. Thì bây giờ để mình đo đạt thông số của mạch điện này thì đầu tiên chúng ta sẽ đo chu kỳ. Thường chúng ta đo chu kỳ thì chúng ta sẽ kéo hai cái cây này ra ha. Đây. Bạn thấy này. Ví dụ chúng ta đo chu kỳ của cái xung ở trên này thì chu kỳ là thời gian lặp lại của xung. Thì chúng ta sẽ đo chính xác nhất là chúng ta đo cảnh xuống, là cảnh xuống nó là dung à. Kéo thứ nhất đây, chúng ta kéo ra ở đây thứ hai. Chà. Thì khi chúng ta kéo vậy thì chúng ta sẽ đo được cái chu kỳ.
Thì các bạn nhìn thấy đây, hiện giờ bạn đang để ở cái B đi, B đi. Thì mình sẽ đo được cái chu kỳ của con B. Bạn thấy nó dính hai điểm này. Vậy là mình nhìn vào đây mình thấy là T1 trừ T2 à, time nữa. T1 trừ T2 là nó bằng là 100, xin lỗi, T2 trừ T1 là 13,8. Ở đây mình lấy trị tuyệt đối à, tại vì thời gian T2 trừ T1, T2 là đây nhỏ hơn, do đó nó ra trừ. Vậy là 13,08 mili-giây. Thì chúng ta muốn ra tần số thì chúng ta sẽ lấy nghịch đảo nó lại ha. Đó là chúng ta đo chu kỳ. Tuy nhiên ở trong cái oscilloscope này á, chúng ta sẽ đo nó không có, nó không có thể hiện chính xác. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể xem được dạng tín hiệu của nó. Dạng tín hiệu của nó các bạn thấy rất là rõ ràng chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các oscilloscope test unit này chúng ta đo thử ha. À. Ở đây nó giống như các oscilloscope bên ngoài đó. Chúng ta bấm lên nút on này. À, hiển thị lên màn hình. Bây giờ chúng ta mới mô phỏng lại thì chúng ta bắt cái tín hiệu trên đó ha. Ở đây chúng ta chỉ đo hai cái kênh thôi, đó là kênh tín hiệu chân C của chân to thứ nhất và chân C chân to thứ hai. Hai kênh, kênh 1 và kênh 2. À, thì đây các bạn thấy để chúng ta bắt được hết hai tín hiệu thì chúng ta sẽ bấm vào nút auto. À, thì các bạn thấy ở đây là tôi đo giữa chân B này. Ở đây thì sẽ đo một cặp, thứ nhất là chân C của chân to thứ hai và chân B chân to thứ hai. Thì để mình điều chỉnh này thì nó có cái nút, các bạn có thể dừng lại phao không, có thể dừng lại trên đây. Chúng ta có thể dừng lại như này à. Hoặc là chúng ta phao đây à. Chà. Cái oscilloscope này nó không có kéo to được các bạn, nó bị lớn à. Rồi ở đây tôi hướng dẫn các bạn ha. Thứ nhất là hai cái nút này nè, hai nút, cái nút này ha là chúng ta chỉnh cái biên độ, chúng ta chỉnh cái biên độ của tín hiệu. Chà. Khi các bạn chỉnh biên độ thì các bạn nhìn ở góc này các bạn thấy CH nó có 10V nè. 10V này tương ứng là cái ô của mình đó. Mỗi một ô này là tương ứng với 10V à. À. Ví dụ như ta chỉnh này là ô là 5V à. Tương ứng với bên này cũng vậy. Để chúng ta chỉnh thì chúng ta, để chúng ta so sánh hai tín hiệu thì chúng ta phải so sánh đưa hai cái ô vào nhau. Và cái nút cuối cùng này là nút chúng ta chỉnh cái timing là chỉnh thời gian à. Chỉnh thời gian gần nét M 20 mili giây, có nghĩa là một ô theo trục vành đó là 20 mili giây. Chưa? Rồi như này chúng ta có thể di chuyển cái này lên xuống bằng cách là position đúng không? À. Bạn có thể chỉnh lên xuống. À, từ bây giờ tôi lấy cái này cho nó to lên nên mình dễ mình chỉnh. Rồi bây giờ nếu mình đo tín hiệu sao, mình vô chữ measure này rồi chúng ta vô cursor cho nó hiển thị ra. Chúng ta chọn cái time này, bấm vô này, chúng ta chọn cái timing. Và khi đó cái hai cái nút này các bạn thấy nó có con chỏ này. À, đây một con chỏ, con chỏ này chúng ta có thể sử dụng chuột để chúng ta nắm, chúng ta kéo à. Hoặc là chúng ta sử dụng cái phím kiếm lên kiếm xuống để chúng ta điều chỉnh cho nó ngay cái đường à. Chỗ thứ hai là nằm đây à. Chúng ta cũng có thể sử dụng chuột để chúng ta kéo cho nó ngay à. Khi chúng ta kéo ngay rồi thì bên đây chúng ta thấy nó có cái à, để tôi scope cái màn hình lên để các bạn thấy. Như này các bạn sẽ thấy nè, cái thời gian của chúng ta là 13,8 mili giây, đó chính là cái chu kỳ, được chưa? Và đây là tần số, nó ra tần số cho mình luôn, được chưa? Tần số là 72,4 hertz, thì chúng ta đo từ đây tới đây, đó là cái
cái chu kỳ, được chưa? Nó giống như cái bài hồi nãy mình đo cái bài nãy đó, thì chúng ta thấy cái chu kỳ T của mình đây, à, chu kỳ là thời gian lặp lại của xu, thì chúng ta đo được là 13,8 mili giây. Còn cái tần số là chúng ta lấy một trên chu kỳ, và trong cái oscillo này tự động nó chia cho mình sẽ thấy cái chu kỳ và tần số nằm đây luôn, khi mà chúng ta kéo cái con trỏ này, được chưa? Đó, đó chính là cách chúng ta đo tín hiệu. Thì khi các bạn làm đồ án đó, thì khi chúng ta thực hiện mạch mô phỏng cũng như là chúng ta thiết kế mạch xong, chúng ta đi đo đạc thực tế trên oscilloscope, thì chúng ta phải chụp hình cái scope của mình lại giống như này, và các bạn phải chỉ ra, các bạn phải đo chính xác như thế này, và cái thông số mình đo được nó phải nằm đây, được chưa? Đó là hai thông số là chu kỳ và tần số. Thì cái số này tùy theo mục đích của đề tài của người ta cho mà mình sẽ điều chỉnh. Ví dụ như đây, ở đây mình thấy đối với bài này á, thì như công thức mình thấy là chu kỳ của mình vẫn gì, công thức mình á, là chu kỳ đối với mạch dao động này bằng gì, mà T bằng gì, T bằng 2 lần RC nhân lớp 2 RB nhân C nhân cho lớp 2. Lớp 2 nhân 2 có nghĩa là nó tương đương khoảng là 2,4 ô 1,4, lớp 2 là 0,7, à, khoảng 1,4 nhân RC. Bây giờ mình tính thử à. Tính thử bây giờ mình ở đây mình có là RB, bên này C, RB của mình là 10 kg, C của mình là 1 microfarad, và T của mình sẽ bằng là cái này mình sẽ đổi ra 10 kg mình đổi ra ohm nữa, đổi ra ohm 10 ký đổi ohm là nó sẽ bằng là 10 1 2 3, à, rồi này 0,1 microfarad là 10 nhân cho 10 mũ trừ 6 1 nhân 10 mũ trừ 6 ha, một cái mũ trừ 6 có nghĩa là bằng 1 chia cho 1 1 2 3 4 5 6, đấy, rồi T nó sẽ bằng 1,4 nhân cho B nè, rồi nhân cho C nè, thì cái này nó sẽ ra là dây nữa mà. Gì? Có dạ. Ai không? Giờ mai có ai không? Bằng 10 0,14, thì nó sẽ ra là 140 mili giây ạ. 100 0,14, nếu như vậy là 14 mili giây ha. Thì hồi nãy chúng ta ra cái khi mà nó chạy thì nó ra các bạn thấy 13,8 mili giây. Thì đây nó có một cái sự sai số ở đây, tại vì mình lấy tương đương, do đó giữa mình thực tế và mình đo nó có một sự sai lệch chút xíu ha. À, nó có sự sai lệch này 13,8, thì mình tính theo công thức là nó ra 14,
chưa? Đó. Vậy thì để mình thiết kế thì hôm trước đối với mạch này á, mình thiết kế là mình chọn lại cái, mình chọn lại cái, ví dụ như người ta cho mình tần số là 10 hertz chẳng hạn gì, 10 hertz, ví dụ yêu cầu là T0, T0 bằng 10 hertz. Vì mình phải tính cái RB, tính cái RB rồi C bằng nhiêu, tính C bằng nhiêu. Thì hiện nay mình theo các cái bước mình tính đó, mình tính xong, mình tính toán xong, giả sử như mình tính điều kiện RB là ok đi, RC mình chọn như thế này, mình tính, mình lựa chọn ha. Thì 10 hertz thì mình theo công thức là T của mình bằng 1.4 RB nhân C. Vậy bây giờ mình chọn cái C bằng, ví dụ C mình là 100 microfarad, 100 microfarad là bằng 100 chia cho 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy mình phải tìm R. R là bằng gì? R thì sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là bằng T 10 hertz. 10 hertz chia 10 hertz thì tính theo chu kỳ. Cái này F chứ. F0 bằng 10 hertz chia là T0 sẽ bằng là 1/10. Đúng chưa? Đó. Vậy mình sẽ tính cái R này, RB này sẽ bằng là gì? Bằng cái T này nè, chia cho T chia cho là 1.4 nhân cho T bằng 1.4 nhân cho C nè, được chưa? Thì mình thấy nó sẽ bằng là 714. Được chưa thầy? 714, cái này được đi 714 ký à. 714. Hệ 714 ôm chứ, tại vì đơn vị chúng ta đổi chuẩn hết thì cái này nó sẽ ra đơn vị là ôm. Vậy là 714 ôm. Vậy chúng ta thấy chứ nếu mà chúng ta chọn cái này lớn quá thì cái này nhỏ quá thì nó sẽ không hiệu quả. Bây giờ mình sẽ giảm này xuống nha. Giảm này xuống bằng 10 micro ha. Thì cái này á thì nó sẽ bằng 10 chia cho, thì nó bằng 7.4 ký, nó bằng 7.142 ký, ký lua đó. Vậy chúng ta thử, chúng ta thay vô thử cái chỗ này coi nó ra gì không. Cái này ví dụ như này là 10 ha, hay chúng ta thay bằng 10 micro. Thì chúng ta thiết kế thì chúng ta làm cái gì đó bạn ha. Có nghĩa là giữa lý thuyết và thực tế thì nó sẽ có một sự sai lệch, thì khi đó chúng ta sẽ điều chỉnh lại. 7.142 nè, 7.142. Cái này là chúng ta tính giá trị lý thuyết nha. Còn nếu mà chúng ta thực tế thì chúng ta phải sử dụng biến trở, chúng ta chỉnh. Simulation lại ha. Rồi đó các bạn thấy bây giờ nó rộng ra không? Bây giờ mình sẽ setup lại, mình đo thử nè. Rồi bây giờ mình sẽ đo thử ha. Rồi mình
sẽ chọn cái con chuột thứ hai. Thì các bạn thấy nó ra gần 10,2 nữa các bạn ha. Nó cũng gần gần đâu đó. Có nghĩa là chúng ta chỉnh chỉnh cái này. Đó. Thì nó khoảng 10,1 hẹt là bằng 96 ha, thì cái số hồi nãy chúng ta tính toán thì nó gần bằng, các bạn thấy không? Đó, giữa lý thuyết và thực tế chúng ta thấy nó gần bằng dựa vào công thức này. Chúng ta thấy nó 10,1 hẹt nè, được chưa? Đó, đó là cách chúng ta tính toán và chúng ta mô phỏng ha. Thì chắc có lẽ thì tuần sau thì tôi sẽ phát cho các bạn cái tôi phát cho bạn cái đồ án và tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm. Thì đây là chúng ta cách chúng ta mô phỏng cũng như chúng ta tính toán thông số đo đạc trên cái oscilloscope rồi, được chưa? Và thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái mạch dao động tiếp theo. Cái mạch dao động tiếp theo đó là cái mạch dao động mà sử dụng cái IC 365. Rồi trước khi mà chúng ta nghiên cứu về IC 365 thì chúng ta thấy đây là một con IC. Để tôi scope này. Rồi. Con IC này các bạn thấy đây là người ta gọi là IC định thời. Của IC này được sử dụng trong các cái mạch tạo xung, đặc biệt là mạch tạo dao động cũng như là mạch tạo cái một cái xung đơn. Thì ở đây con IC này là con IC, nó có 8 chân và điện thế nguồn của nó VC của nó chúng ta sẽ thấy nó cấp điện từ cộng 5V đến 15V ha. Và ở đây nó có các cái chân, hai cái chân ngõ vào là chân trigger, là chân ngõ vào input ha. Và chân threshold đây là hai chân ngõ vào quan trọng của nó. Và chân control là chân cũng là chân ngõ vào, chân này gọi là chân điện thế đưa điều khiển. Chân reset cũng là chân ngõ vào. Và chân output là chân ngõ ra. Và chân điện trạc cũng là dạng chân ngõ ra ha. Vậy thì đây là con IC kết hợp giữa cái tín hiệu tương tự và tín hiệu số phối hợp với mạch RC để nó tạo ra cái dao động. Thì ở đây các bạn thấy cái ruột của con IC đây. Ở đây là cái ruột của con IC ha bạn. Bây giờ tôi sẽ mô tả cái ruột của con IC này. Thì trước khi chúng ta tìm hiểu cái ruột của con IC này thì ở đây chúng ta thấy có hai cái chân, là chân trigger là chân số 2 và chân số 6 là chân threshold. Đây là hai chân tín hiệu ngõ vào quan trọng. Ở đây là cái ở bên trong này nó có hai bộ so sánh ở các cổng logic và một cái clip lớp RS. Bây giờ chúng ta quy ước ha. Đây chúng ta quy ước. Phải nắm quy ước này ha. Nếu như mà điện thế tại chân số 2 mà lớn hơn 1/3 VC, các bạn thấy ở bên trong nó có một cây cầu phân thế. Cầu phân thế. Đáp điện trở là 5 kg nè. Vừa qua qua đây 5 kg, qua đây 5 kg, các bạn thấy cái cầu này giống như này. Ba đường điện trở mắc nối tiếp. Nè. Này mát nè. Đây là VCC. Chúng ta thấy đây là ba chỗ phân thế. Cái này 5 kg, nói chung là R, này R, này R. Vì điện thế chúng ta lấy chỗ này á, phân làm 3 đúng không? 1 khúc 2 khúc thì đây là 1/3 VCC. Còn đây á
là 2 phần 3, tại vì điện thế lấy ra chỗ này á, nó là 2 phần, nghĩa là chỗ này gọi là 2 phần 3 VC. Chưa? Chỉ chúng ta lấy ra hai điểm, nó là 1 phần 3 và 2 phần 3 VC. Vì thế chúng ta thấy nè, điểm đầu tiên là 1 phần 3 VC sẽ so sánh với cái chân số 2, và điểm 2 phần 3 VC sẽ so sánh với chân số 6. Vì chúng ta quy ước là nếu như mà điện thế chân 2 mà lớn hơn 1 phần 3 VC thì cái mức Lewis, cái này á là cái mức Lewis. Tại vì chúng ta sẽ hiểu trong cái này á, khi để chúng ta ta mô tả nó, thì chúng ta sẽ chuyển cái tín hiệu đó sang cái dạng tín hiệu số, thì chúng ta mới phân tích được. Do đó chúng ta sẽ quy ước nếu như điện thế chân 2, để này điện thế chân 2 mà lớn 1 phần 3 VC thì cái mức Lewis ở chân số 2 này sẽ bằng 1. Còn nếu mà mức điện thế chân số 2 này nhỏ hơn 1 phần 3 VC thì mức Lewis tại đó là bằng 0. Vậy chúng ta chân 2 này chúng ta chỉ có, nếu mà đưa vô bên trong là chỉ có hai cái mức thôi, tùy theo cái điện thế bên ngoài. Tương tự như chân 6 vậy, chân 6 sẽ so sánh với điện thế 2 phần 3. Nếu mà điện thế chân 6 mà lớn hơn 2 phần 3 VC thì mức Lewis tại chân 6 là mức 1. Và nếu mà trường hợp nhỏ lại thì mức 6 bằng 0. Chúng ta phải nắm quy ước này ha. Rồi. Tiếp theo là để hiểu cái mô tả này thì chúng ta phải hiểu cái lip lớp RS bản sự thật. Cái thứ nhất là cái mà so sánh quay lại so sánh. Con đi để trong máy quay thôi của nó gần hết bệnh này, để cái tô của mình nè quay rồi so sánh nè. Ví dụ này là AB đi. Ủa đâu để tô nó quay được. AB đi. Trường hợp nếu mà so sánh là nếu như mà A mà lớn hơn B á. A lớn hơn B. Nếu mà A lớn hơn B thì cái y á nó sẽ bằng, so sánh thì nếu mà a lớn hơn b á, thì cái dấu cộng mà lớn dấu trừ á, thì cái ngõ ra của nó xem như là mức dương ha, gọi là mức 1 đi à, cho dễ hiểu chưa. Còn nếu như mà a nhỏ hơn b thì y sẽ là a nhỏ hơn b, có nghĩa là cái dấu trừ nó lớn hơn dấu cộng thì ngõ ra nó sẽ bằng không. Được chưa? Đó. Đó là phần so sánh. Rồi bây giờ cái clip lớp RS đó, thì chúng ta phải có bản sự thật à. Này R nè. Ngõ ra là quy với quy đảo. Vì RS chúng ta sẽ bốn trường hợp: 0, 0, 01, 10 và 11. Ví dụ như nếu 0, 0 thì sao? Nếu lớp RS mà khi R với S nó bằng 0 với 0 á, thì ngõ ra nó sẽ bằng là trạng thái trước đó ha, là quy 0 hoặc là quy không đảo. Còn nếu như mà R bằng 0 mà S bằng 1 á, thì các bạn biết là R là reset, còn S là set. Reset, set. Nếu mà set á, thì nó sẽ đưa cái quy về bằng 0. Còn xin lỗi, set á, là đưa cái chân quy về bằng 1. Còn R reset sẽ đưa chân quy về bằng 0. Vậy chúng ta thấy đấy, R bằng 0, S bằng 1 có nghĩa là set. Vậy là quy nó sẽ lên bằng 1, còn quy đảo sẽ bằng 0. Còn ngược lại, R là reset là 1 á, set bằng 0 á, thì chỗ này cái reset nó tác động. Vậy là reset, reset sẽ đưa gì bằng 0. Được chưa? Và cái này sẽ bằng 1. Và trường hợp này là trường hợp cấm. Trường hợp cấm. Đấy là trường hợp cấm. Có nghĩa là không thể nào mà có cái trường hợp là vừa set lên 1 mà vừa reset thì không. Cho đó chúng ta nhớ trường hợp này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mô tả cái hoạt động này ha. Vậy thấy các bạn thấy chân 4 đó nè. Chân 4 là chân reset.
chân reset này, nếu như mà chân reset này bằng 1 á, xin lỗi, chân reset này bằng 0 á, thì cái này nên này kéo xuống 0. Nếu như mà reset mình bằng 0 á, thì các bạn sẽ thấy là cái này sẽ kéo xuống 0. Kéo xuống 0 thì cái này bị khóa, cái này bằng 0 cũng bị khóa, do đó cái này bằng khóa, này bằng 0 thì cái này sẽ bằng 0 rồi. Còn cái này bằng 0 thì cái này bằng 1. Vậy mà các bạn thấy lớp RS này lúc này là S sẽ bằng 0, R 1, R là reset. Reset dựa vào bảng này thì chúng ta sẽ thấy reset bằng 1, vậy là R là ngõ ra này bằng 0, Q bằng 0, Q đảo nó sẽ bằng 1, Q đảo 1 sẽ ra chữ số 3 sẽ bằng 0. Được chưa? Thì các bạn thấy lúc này là hai cái tín hiệu bên đây nó không đưa vô. Vậy đó S bằng 0 và R bằng 1, và lúc đó Q đảo bằng 1. Q đảo bằng 1 sẽ quay qua cái con trang to. Cái con trang to T này sẽ bảo hòa các bạn. Nó bằng 1 nè. Thì trang to T bảo hòa thì các bạn phải nhớ trạng thái trang to T này bảo hòa. À, bảo hòa. Chân số 3 sẽ bằng 0. Thì đây là cái bảng mô tả bảng này ha. Còn nếu như chân số 4 bằng 1 á thì con trang to này nó ngưng dẫn, nó đứt ra. À, thì lúc đó bây giờ chúng ta sẽ mô tả hoạt động của mạch này. Lúc đó là tín hiệu từ bên ngoài này chúng ta đưa vô được. À, vậy là chúng ta thấy khi mà chân số 4 bằng 1 qua là trạng thái là con trang to này ở trạng thái hoạt động. Con IC3 số 5 ở trạng thái hoạt động. Có nghĩa là này bằng 1. Vậy chúng ta có 4 trường hợp là ngõ vào chân 2. 00, 01, 10, 11. Được chưa? 00 là gì? Như nãy chúng ta thấy chân 0 á, chân số 2 bằng 0 có nghĩa là điện thế của chân số 2 nhỏ hơn 1,3 VC. Được chưa? Tương tự vậy thì điện thế nhỏ hơn 1,3 có nghĩa là chân này nhỏ 1,3 là điện mức 0. Khi mà này nhỏ 1,3 thì cái ngõ ra này bằng 1 nữa các bạn. Tại vì sao? Cái điện thế này mà nhỏ 1,3 có nghĩa là dấu trừ nhỏ hơn dấu cộng. Dấu trừ nhỏ hơn dấu cộng, được chưa? Vậy đây là ngõ ra là sẽ bằng điện mức 1. Còn đối với chân số 6 á là điện thế này nhỏ hơn 2/3, có nghĩa là dấu trừ dấu cộng mà nhỏ hơn dấu trừ. Vậy là cái dấu trừ nó lớn hơn dấu cộng, do đó chỗ này nó sẽ bằng 0. Nhưng mà đây bằng 1 á, thì qua đảo này nó bằng 0 chỗ này. Vậy đó cổng này nó khóa, không cho cái số 0 này đi qua đây. Khóa thì chỗ này bằng 0. 1 này bằng 1. 1 này cái 2 này cổng nó đã nối rồi, vậy nó nối tắt cái này qua đây. Ở cái này cũng nói thẳng đây luôn. Vậy là tín hiệu số 1 này chạy vô đây. Và số 0 này sẽ chạy vô đây không? Vậy chúng ta thấy chứ này là 1 không? Thấy không? S là 1 nè, R là 0 nè. Vậy là S bằng 1, R bằng 0. S bằng 1 có nghĩa là set là Q sẽ bằng 1, quỹ đảo sẽ bằng 0. Quỹ đảo bằng 0. Quỹ đảo bằng 0 có nghĩa là con trang to này ngưng dẫn. Và chân số 3 là bằng 1. Được chưa? Chân số 3 bằng 1. Rồi tương tự vậy. Tương tự vậy chúng ta sẽ mô tả cái trạng thái thứ hai là chân 2 vẫn bằng 0 và chân 3, chân 6 vẫn bằng 1. Thì chúng ta thấy á, khi chân 6 bằng 1 có nghĩa là điện thế này lớn hơn 2/3, vậy là dấu cộng này lớn hơn dấu trừ. Vậy là ngõ ra đây bằng 1. Nhưng mà cái này nó bị đóng, cổng này bị đóng rồi, do đó số 1 này không chuyển qua đây, nó vẫn giữ trạng thái. Các bạn thấy không? Vẫn giữ trạng thái 1 0. Vậy là cái trạng thái ở phía sau nó giữ lại. À, gọi là giữ trạng thái. Rồi trạng thái này nó vẫn giữ y hệt như trên luôn ha. Rồi bây giờ đổi lại tiếp theo ha, đổi lại ha. Trạng thái tiếp theo là chân 2 bằng 1. Chân 2 bằng 1 có nghĩa là điện thế của chân này lớn hơn 1,3 VC. Vậy là dấu trừ mà lớn dấu cộng gì có ra nó bằng 0. Bằng 0 đây nó sẽ chui 0 vô đây luôn. Còn bằng 0 đây thì nó qua đây bằng 1. 1 gì cộng này mở có nghĩa là nối từ đây qua đây. Được chưa? Vậy bây giờ nếu mà chân 6 bằng 0 á, chân 6 bằng 0 thì ngõ ra được bằng 0.
không là nó sẽ chạy thẳng vô đây không luôn. Không không là trạng thái là giữ trạng thái trước, vậy là giữ trạng thái trước đó, được chưa? Rồi tiếp theo là nếu mà chữ 6 bằng 1, nếu mà chữ 6 bằng 1 á thì điện thế chân này lớn 1/3, vậy chỗ này bằng 1, 1 thì chạy qua đây là 1, được chưa? 0 1, vậy giờ là cái ngõ ra quy này nè sẽ bằng 1, quy đảo bằng 1, ngõ ra số 3 sẽ bằng 0 nè. Vậy là chúng ta sẽ thấy là con chen to quê bảo hòa bằng 1 qua đây bảo hòa. Thì dựa vào cái bảng này thì chúng ta sẽ thấy, thầy sẽ kết luận các bạn, chúng ta sẽ không, chúng ta sẽ làm sao chúng ta đừng có nhớ cái ruột của bên trong nhiều. Chúng ta không cần nhớ ruột bên trong nhiều, chúng ta chỉ cần nhớ là 3 với 6 và sau đó sẽ ra S với R thôi. Vì chúng ta tìm mối quan hệ giữa S R này với chân 2 với chân 6, cho S R 2 chân 6. Chúng ta không cần nhớ cái ruột này nữa để cho nó đơn giản. Vì bây giờ chúng ta thấy nè, dựa vào bản sự thật này chúng ta sẽ thấy là chân S đó, các bạn thấy đặc điểm của chân S 1100 và ở đây là 0011, thì chúng ta thấy chân S nó sẽ có tính chất là đảo với chân 2, được chưa? Chân S có tính chất là đảo với chân 2, do đó chúng ta sẽ rút ra cái kết luận là chân S bằng chân 2 đảo. Khi mà chúng ta biết trạng thái của chân 26 thì thường á, thì 26 là tín hiệu ngõ vào, chúng ta có thể phân tích, chúng ta biết được trạng thái của chân 26, thì khi đó chúng ta biết được chân S, được chưa? Rút ra chân S, vậy là S có mối quan hệ với chân 2 bằng cách là đảo, S bằng đảo của chân 2, được chưa? Rồi R đó. R các bạn thấy đây màu vàng 0 0 tới 1, cái này giống như cái cổng gì, giống như cổng nen, được chưa? Nen của 26, vậy là R bằng 2 nhân 6, được chưa? Vậy là chúng ta sẽ có rút ra được S R từ 26. Vậy là từ đây chúng ta sẽ nắm được là bảng thứ nhất là S R nó có mối quan hệ với chân 2 và chân 6. Và chân 2, và để biết được chân 2 và chân 6 thì chúng ta sẽ dựa vào cái điện thế, dựa vào cái điện thế của nó ha. Dựa vào cái điện thế ngõ vào của nó để chúng ta biết là mức logit của nó bằng 0 hay bằng 1. Rồi, để làm sao tìm ra được cái chân số 3 là output, chân 3 là nó chính là bằng là chân quy của lip lớp. Được chưa? Chân 3 là quy của lip lớp, là chân ngõ ra của nó. Còn chân to T1, chúng ta phải nắm được đặc điểm chân to T1 ha. Chân to T1 thì nó sẽ gắn vào cái chân quy đảo của con lip lớp. Vậy là khi chúng ta biết được SR thì chúng ta sẽ suy ra được cái quy và quy đảo. Mà khi có quy đảo thì chúng ta ghi suy ra được cái trạng thái của số 3 và chân to T. Đó là cái mối quan hệ của cái ngõ này. Vì để hiểu được và nắm được nguyên tắc hoạt động của nó thì chúng ta phải nắm được cái thứ nhất là bản quy ước này. Cái bản sự thật này chúng ta không cần nhớ nữa, bản sự thật tôi liệt kê ra để chúng ta rút ra cái kết luận cái bản này thôi. Rút ra kết luận này. Vậy là khi chúng ta có quy ước này xong thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ tìm ra được S và R. S R dựa vào chân 2 và chân 6. Chưa? Khi có S R thì đó là ngõ vào của lip lớp, thì chúng ta suy ra được quy và quy đảo. Thì có quy và quy đảo thì chúng ta sẽ suy ra được cái chân số 3 và trạng thái của chân to. Trạng thái của chân to này quan trọng lắm các bạn. Chân to đóng vai trò, nó gọi là chân điện sạc, chân xả điện. Do đó nó đóng vai trò rất là quan trọng, nó giống như một cái công tắc ở bên trong. Nó dùng để khi nào là xả điện và khi nào là không xả điện. Thì thông qua cái này thì các bạn nhớ ha, thứ nhất là quy ước, cái thứ hai là cái bảng này. Đây là hai cái bảng quan trọng để chúng ta có thể mô tả được hoạt động của các cái mạch dao động mà sử dụng cái con IC và số nằm này ha. Rồi, được chưa? Rồi, thông qua này thì có bạn nào cần hỏi gì thêm phần này không? Nói chung là cái con này để hiểu hoạt động của nó thì chúng ta phải nắm được cái sơ đồ chân, cũng như nắm được cái một số cái đặc điểm
cơ bản như thế này. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái tính chất này để chúng ta mô phỏng cái hoạt động của một cái mạch ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số cái mạch điện. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có cái mạch điện mạch tạo xung như thế này. Đầu tiên là chúng ta có mạch sử dụng IC 365. Rồi đầu tiên tôi sẽ kiểu mạch thứ nhất nha, kiểu mạch 1. Rồi, đây là mạch dao động thứ nhất các bạn. Đây là kiểu mạch thứ nhất. Kiểu mạch dao động thứ nhất là mạch tạo xung không cân xứng. Ở đây như thế nào được gọi là xung cân xứng? Gọi xung xung không cân xứng. Gọi xung cân xứng nó như thế nào ha? Thì quy ước thôi các bạn. Xung cân xứng là xung như thế nào? Đây xung cân xứng. Ví dụ như cái xung chúng ta tạo ra xung cân xứng. Ví dụ như cái xung như thế này. Để cho chúng ta đánh giá một cái xung như thế nào được gọi là xung cân xứng nha. Thì con xem này. Cái xung thì nó sẽ có cái chu kỳ T. Và trong chu kỳ T này chúng ta sẽ có cái độ rộng xung là TX. Được chưa? Đó. Thì chúng ta có cái đánh giá như thế này. Nếu như mà TX bằng T chia 2 nếu như mà độ rộng xung bằng phân nửa chu kỳ thì được gọi là xung cân xứng. Nếu mà T bằng phân nửa chu kỳ được gọi là xung cân xứng, còn nếu mà TX mà khác T chia 2 gọi là xung cân không cân xứng. Các bạn nhớ ha, xung cân xứng là xung mà có độ rộng xung nó bằng nửa chu kỳ. Hay nói khác là cái phần TX, TX là độ rộng xung đó, là bằng phân nửa chu kỳ này. Có nghĩa là xung mà cần thấy cái bán kỳ dương, hay nói khác là cái chu kỳ mà nó bằng 1 và chu kỳ bằng 0 đó, bằng giống giống nhau. Còn hai cái này mà nó khác nhau được gọi là xung không cân xứng. Đây là tiêu chí để mà chúng ta đánh giá một cái xung hình chữ nhật khác, hay nó là xung vuông. Vậy là đối với cái mạch đầu tiên của cơ quan IC365 là đây là mạch người ta mắc như thế này. Thì khi đó các bạn thấy chân 2 và chân 6 mắc nói chung. Còn cái có một cái mạch RC rồi 1 với R2 mắc như thế này. Và ngõ ra chúng ta lại lấy ra chân số 3. Và chân số 5 là cái chân mà như hồi nãy trong cái sơ đồ mạch đó các bạn. Chân số 5 được gọi là chân control. Có nghĩa là chân số 5 này đưa vô ngay chân chỗ cái điện thế tham chiếu 2/3 với 1/3 đây. Thì chân này sau này người ta sử dụng để người ta đưa một cái điện thế E nào đó vô để người ta có thể thay đổi cái điện thế tham chiếu ở bên trong 1/3 và 2/3 VC. Đấy là điện thế tham chiếu của con IC này. Đó là điện thế đưa vào bộ so sánh ở bên trong này. Khi mà nếu mà người ta đưa vào điện thế E nào đó thì cái điện thế E đó nó sẽ thay cái thằng thế tham chiếu là 1/3 và 2/3 VC. Được chưa? Nếu mà tôi đưa vào cái điện thế ngoài, đưa vào một cái E, điện thế có tên là E,
e nào đó, thì lúc đó điện thế so sánh của chân 6 lúc này là e, còn điện thế so sánh của cái chân 2 chính là 1/2 e. Còn nếu mà không xài á, thì người ta bỏ ra để đảm bảo cho cái điện thế tham chiếu bên trong nó ổn định á, thì thường ta gắn một cái tụ lọc nguồn ha. Do đó các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ thấy lúc này chân số 5 thường nó có cái tụ lọc nguồn, tụ này nằm trong khoảng giá trị này, dùng để ổn định cái điện áp tham chiếu ở bên trong. Còn các bạn thấy ở đây nó có một con chân to, gọi là chân to T1 hồi nãy đó. Chân to này là chân to, nó bằng, nó dẫn hay nó bỏ hòa tùy theo cái trạng thái ngõ ra của chân quy đảo của con chip lót. Nếu mà đi để quy đảo bằng 1 á, thì nó sẽ dẫn, còn quy đảo bằng 0 á, là nó ngưng dẫn ha. Rồi bây giờ chúng ta mô tả hoạt động này ha. Thường thì mô tả hoạt động này á, người ta sẽ mô tả bằng một cái bảng siêu thật, bảng siêu thật ha. Bảng siêu thật nha. Rồi giờ bạn xem tôi làm nào. Rồi bây giờ tôi sẽ kể cái bản sự thật ha. Đây bản sự thật đây. Đầu tiên chúng ta sẽ ghi chân 2 nè, điện thế chân 2 nè, chân 6 nè, chân 2, chân 6, rồi ra chân S, R, rồi S, R, rồi ra là chân quy đảo chân to T, chân số 3, và trạng thái tụ C. Cái này điện thế gọi là điện thế chỗ này nè các bạn. Cái này gọi là điện thế VC, là điện thế giữa hai đầu tụ C, VC. Và khi mới cấp điện đó, các bạn thấy khi mới cấp điện thì cái đặc tính của tụ điện khi mới cấp điện vào thì các bạn thấy đây là mạch RC, thì do cái tụ chưa có nạp điện cho đó cái điện thế VC bằng 0. Hiểu chưa? VC bằng 0 có nghĩa là VC là điện thế giữa chân 2 bằng 6 nè. VC bằng 0 có nghĩa là điện thế chân 2 nhỏ hơn điện thế 1/3 VC, do đó cái chỗ chân 2 nó cũng bằng 0 luôn. Và điện thế tại chân 6 nó cũng bằng 0 luôn. Mức lưu ít á, do điện thế này nó nhỏ hơn 1/3 và nhỏ hơn 3, do đó mức lưu ít tại chân 2 chân 6 bằng 0 hết. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ xem coi. S, công thức hồi nãy, S là đảo của chân 2, vậy là S lúc này bằng 1. R là lấy chân 2 nhân 6 nhân lại là bằng 0. Được chưa? Vậy là S bằng 1, R bằng 0, S bằng 1 thì quy đảo bằng gì? S bằng 1 thì S là set, set bằng 1 thì quy sẽ bằng 1, còn quy đảo sẽ bằng 0. Được chưa? Quy đảo bằng 0 thì chân to T nó là ngưng dẫn. Vậy là quy đảo, quy chân số 3, nó ra chân số 3 sẽ bằng 1. Được chưa? À, thì con chân to nó ngưng dẫn nè, mà ngưng dẫn ở chỗ này bị đứt ra. Được chưa? Vậy là các bạn thấy cái tụ điện đó, nó nằm trong cái thế hai điện trở nè. Vì là cái tụ điện mình nó nạp điện. Nạp điện thì điện thế VC tăng lên. Trong này các bạn thấy tụ C nạp điện.
cái VC mình sẽ tăng lên. Thì VC tăng lên chắc chắn hầu nó sẽ nằm trong cái khoảng là VC. Nằm trong khoảng từ là 1 phần 3 VCC tới 2 phần 3 VCC. Chưa? Khi mà lớn 1 phần 3 thì chân 2 mình sẽ bằng gì? Chân 2 mình sẽ bằng 1. Tại vì nếu mà VC là chính là V chạy chân số 2, lớn 1 phần 3 vậy là chân điện mức Louis chạy chân số 2 phần 1. Còn nhỏ hơn 2 phần 3. Nhỏ hơn 3 do đó chân số 6 nó vẫn bằng 0. Chưa? Vì là S lúc này gì? Đảo này bằng 0 và hai nạn nhân lại cũng bằng 0. 0 0 là trạng thái là gì? 0 0. 0 0. Bản sự thật của S rồi 0 0 á thì trạng thái giữ trạng thái trước đó, giữ trạng thái trước đó này bằng 0. À, cũng ngưng dẫn luôn. Bằng 1 nè. Vậy là C tiếp tục nạp và VC tiếp tục tăng. Được chưa? À. Nếu tôi vẽ cái đồ thị bên này, tôi có thể vẽ đồ thị bên này luôn. Tôi sẽ vẽ đồ thị bên này cho bạn xem luôn ha. Rồi đây là VC. Đây là những số 3. VC mình sẽ có hai cái mức. Cái này là 1 phần 3. Cái này là 2 phần 3. VCC. Rồi. Thì đầu tiên các bạn thấy cái VC này mình sẽ tăng nè. Tăng. VC mình tăng lên ha. Rồi. VC mình nó tăng thì trong quá trình nó tăng á thì chân số 3 nó sẽ bằng 1 các bạn. Chân số 3 nó sẽ bằng 1. Đây, chân số 3 nó sẽ bằng 1. Rồi bây giờ này ha, bây giờ vậy là nó vẫn bằng 1 ha. Bây giờ tăng lên nữa, vậy C tiếp tục tăng hồi nữa là VC mình sẽ lớn hơn 2 phần 3 VCC. Khi lớn 2 phần 3 C thì chân 2 vẫn bằng 1 và chân 6 cũng sẽ bằng 1 luôn. Vậy là chân S nó sẽ đảo đây nè, S sẽ bằng 0, R2 này nhân lại bằng 1. Vì lúc này reset nó sẽ bằng 1 và S nó sẽ bằng 0. Vậy là chân quy đảo nó sẽ bằng 1. Được chưa? Quy đảo 1 thì chân to sẽ bảo hòa. Bảo hòa thì chân số 3 nó sẽ bằng 0. Được chưa? Bảo hòa có nghĩa là chân này nó sẽ nối xuống S. Đó. Vì lúc lúc này các bạn thấy cái chân của cái này nè, nối xuống S. Được chưa? Nối xuống S vậy là cái nói xuống mát thì là cái tụ điện mình nó sẽ bị phóng điện, tụ điện mình sẽ phóng điện qua cái này làm cho VC giảm xuống ha. Trong trường hợp này các bạn thấy tụ C mình gì, C phóng làm cho cái VC mình giảm. Thì các bạn khi nó đụng lên tới 2 phần 3 VC
Vậy thì chỗ này tới 23 VC thì khi đó cái tụ mình, cái phân trang to mình nó chân số 3 sẽ xuống 0. Rồi bạn chờ tôi tí nha. Tiếp theo ha, khi C nó phóng điện qua, lúc đó C nó phóng điện qua cái R2 xuống mát này. Vậy là khi đó mình sẽ thấy cái điện thế nó sẽ giảm xuống, điện thế này nó giảm xuống. Và các bạn thấy khi nó giảm xuống thì nó sẽ nằm trong khoảng từ VC 1 phần 3 đến 2 phần 3. Vì khi nó sẽ giảm xuống tới tới giá trị này thì chúng ta thấy là lúc này nó bằng này vẫn bằng 1, cái này vẫn bằng 0, thì cái này sẽ bằng 0, cái này bằng 0. 0 0 thì nó giữ trạng thái đó, 1 bỏ qua, cái này bằng 0 bỏ qua, có nghĩa là trạng to này vẫn dẫn, thì khi đó cái tụ C vẫn phóng và VC nó tiếp tục giảm. Thì các bạn thấy cái điện thế nó giảm. Và khi nào VC nó nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 3 VC thì lúc đó chân số số 2 này nó sẽ bằng 0 và này nó sẽ bằng 0 luôn. Vì chỗ này nó bằng 1, cái này bằng 0. Vì là 1 thì Q này sẽ bằng bằng 1, ủa bằng 0 chứ. Chỗ này chân to ngưng dẫn và chân số 3 lên bằng 1. Ngưng dẫn có nghĩa đứt ra. Và khi đó C mình thấy C tiếp tục nạp. Nạp, vậy là VC mình sẽ tăng lên. Chưa? Vậy mình sẽ thấy nè. Khi tới đây phải không? À, khi nó phóng xuống tới đó. Thì tiếp tục nó nạp lên. Đó, nạp lên, nạp lên, nạp lên. Và cái chu kỳ này các bạn xin nó sẽ quay lại đây. Nạp lên, nạp lên rồi xong khi nó đụng tới 23 VC thì nó phóng, nó trở về không, thì các bạn thấy nó. Đây tới đây phải không, rồi nó phóng điện, cứ thế nó làm hoài ha. Khi mà nó nạp á, thì cái ngõ ra chân số 3 nó lên và nó phóng xuống như này. Thì đây là cái mô tả hoạt động cũng như là cái dạng tín hiệu ngõ ra. Thì các bạn thấy dựa vào cái VC
nó nạp nó phóng qua cái ngưỡng này, nó nạp nó phóng qua ngưỡng này thì chúng ta sẽ thấy cái ngõ ra của nó sẽ thay đổi và nó trở thành một cái dạng xung. Và nếu mà chi tiết á thì các bạn sẽ thấy nè, khi mà cái tụ nó sẽ phóng qua nạp do cái thời gian, do nó nạp thì nó nạp qua hang điện trở, thì các bạn biết là cái chu kỳ nạp của nó T nạp á. T nạp thì mình sẽ thấy nó sẽ qua hang điện trở là R1 cộng R2 nhân C. Xin lỗi, cái tô nạp. Còn cái tô phóng á, thời gian phóng á thì nó chỉ phóng qua cái R2 thôi. R2 nhân C. Vì thế các bạn thấy cái tô nè, hàng tô này nè, càng lớn thì cái quá trình nó càng càng dài. Vậy các bạn thấy cái thời gian nạp của nó sẽ dài hơn cái thời gian phóng. Ha, thường thời gian nạp này là nạp nè. Quả này phóng. Phóng. Ha. Vậy thời gian phóng này thường nó nhỏ hơn thời gian này tại tôi vẽ thôi, thường nó nhỏ hơn. Do đó các bạn thấy lúc nào là cái trong một chu kỳ á, thì cái độ rộng của cái xung phía sau nó sẽ nhỏ hơn. Và các bạn thấy trong cái mạch này á, thì cái chu kỳ đầu tiên các bạn thấy là chu kỳ gần, tôi gọi là chu kỳ T0, là chu kỳ có độ rộng là lớn nhất. Tại sao? Tại vì nó phải phải nạp từ cái 0V lên tới đây, 0V lên tới hàng 3VC. Thì nó cái chu kỳ này chính là chu kỳ lớn nhất. Các bạn thấy này, đây là chu kỳ này, gọi là chu kỳ lớn nhất đây. Được chưa? Đó. Thời gian nạp nó sẽ dài hơn thời gian phóng, tại vì phóng nó chỉ qua điện trở cho nó phóng rất là nhanh. Vậy thì các bạn thấy cái trong một cái chu kỳ T có T1 và T2. Vậy là T1 để tính chu kỳ thì các bạn thấy là có hai cái khoảng T, là T1 chính là khoảng thời gian của tụ T nạp từ 1/3 VC đến hàng 3 VC. Còn T2 là khoảng thời gian phóng của tụ từ 2/3 VC về 1/3 VC. Khi nó cộng hai lại thì chúng ta ra được chu kỳ. Và T1 và T2 này, một cái T1 chính là độ bổ sung, và T2 chính là cái thời gian còn lại. Vì chúng ta thấy trong trường hợp này á, cái T1 chính là độ bổ sung này, là Tx á, không bao giờ bằng T/2 hết, tại vì nó luôn luôn nào cũng lớn hơn T2. Do đó cái xung này được gọi là xung không cân xứng, là lý do tại chỗ đó. Được chưa? Rồi để tính toán chu kỳ thì các bạn thấy chu kỳ người ta sẽ tính chu này chu kỳ, thì trong giáo trình đó, thì sẽ có cách tính chu kỳ thì bằng cách người ta cũng sẽ tính hai cái giá trị là thời điểm từ T nạp là từ 1/3 VC đến 2/3 VC. Thì đây là chu kỳ là T thứ nhất, và T thứ hai là nó phóng từ 2/3 VC về 1/3 VC. Thì trong giáo trình cũng có liệt kê cái cách tính đó. Thì ở đây thì tôi cũng không có trình bày ở đây, các bạn có thể xem theo giáo trình. Tuy nhiên ở đây thì cái công thức tính cuối cùng của mình đó, thì T nó sẽ bằng R1 cộng 2 lần R2 nhân C nhân log 2. Hay nói cách khác á, thì dựa vào công thức này mình cũng có thấy dễ dàng mình thấy được cái công thức nó đơn giản như này. Cái T1 á, T1 nó chính là bằng gì? Bằng R1 là thời gian nạp mà, đúng không? Cộng R2 nhân C nhân log 2, đó chính là thời gian nạp. Còn thời gian phóng là T2 bằng R2 nhân C nhân log 2 đó. Vậy thì T chính là bằng T1 cộng T2.
thì từ công thức này thì các bạn sẽ suy ra được cái này. Y T bằng T1 cộng T2 thì hai này cộng lại thì chúng ta thấy nó chính là bằng 2 lần R2 nhân C nhân log 2. À, log 2 nó chính là bằng 0.7, chúng ta có thể viết lại như thế này. Thì đây là cái công thức tính cái chu kỳ của cái mạch dao động sử dụng IC 365 kiểu mạch 1 và kiểu mạch thứ nhất. Được chưa? Rồi các bạn nắm được chưa? Thực ra trong cái mạch IC 365 này nó rất là đơn giản các bạn. Là chúng ta không cần phải khi thiết kế phần thiết kế chúng ta không có thiết kế giống như trang to chúng ta tính phần cực rồi tùm lum hết. Cái này chúng ta chỉ cần lựa chọn linh kiện ha, chúng ta lựa chọn linh kiện và chúng ta dựa vào biểu thức tính chu kỳ, dựa vào biểu thức tính chu kỳ mà ta cho và chúng ta chọn thôi. Ở trong này khi người ta cho biểu thức tính chu kỳ hay là cái tần số của tín hiệu nó ra chỗ VA này nè, thì khi đó các bạn thấy chúng ta có một phương trình, có một phương trình và ba ấn số, là phương trình ba ấn số, vậy là chúng ta sẽ có quyền tự do chúng ta chọn hai cái ẩn để chúng ta tìm cái ẩn còn lại. Đó là chúng ta có thể cho C, chúng ta có thể cho C hoặc là cho R1 để người tính R2. Chưa? Thì đó là cái cách chúng ta thiết kế. Trong phần này thiết kế là chúng ta sẽ cho trong, chúng ta tự cho các giá trị và chúng ta tính giá trị còn lại. Được chưa? Thì đó là cái mạch thứ nhất. Thì trong cái phần đồ án của mình đó, thì mạch dao động siêu bão số 5 thì chúng ta sẽ có hai dạng. Là dạng thứ nhất là dạng mạch không cân xứng. Nếu mà nói tới dạng mạch không cân xứng thì chúng ta sẽ đưa dạng mạch như thế này. Rồi bây giờ các bạn thử suy nghĩ xem coi, từ cái mạch này để làm sao biến cái mạch này thành cái mạch tạo xung cân xứng, có nghĩa là làm sao cho T1 bằng T2. Các bạn xem thôi, để làm sao biến cái mạch này để cho nó tạo ra cái T1 bằng T2 thì chúng ta làm như thế nào. Rồi để làm sao T1 bằng T2, bạn đâu bạn thử bạn suy nghĩ cách để làm sao cho T1 bằng T2. Và từ đó chúng ta suy ra cái mạch. Rồi các bạn có 5 phút suy nghĩ ha. Các bạn 5 phút suy nghĩ mình cải tiến cái mạch này. Và trước khi mình cải tiến thì mình phải làm sao cho T1 bằng T2. Dựa vào công thức này là mình sao mình cho hai cái này bằng nhau. Khi bằng nhau thì mình thêm gì bớt cái gì. Và khi đó chúng ta điều chỉnh cái mạch lại điện là phù hợp với cái T này. Được chưa? Rồi 5 phút suy nghĩ ha.